Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra tuần lễ Lưới điện thông minh Việt Nam do Tổ chức Hợp tác Phát triển Cộng hòa Liên bang Đức GIS phối hợp cùng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương tổ chức. Đây là một phần của kế hoạch dự án lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng do Chính phủ Đức hỗ trợ Việt Nam. Tuần lễ nhằm tập trung đánh giá về kết quả cũng như khó khăn trong việc thực hiện đề án lưới điện thông minh đã được Chính phủ phê duyệt, vấn đề số hóa và tính linh hoạt của hệ thống điện để tăng cường khả năng tích hợp năng lượng tái tạo cũng như thúc đẩy việc áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến lưới điện thông minh tại Việt Nam. Tuần lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực và các cơ quan của Chính phủ, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức GIZ, các chuyên gia năng lượng, nhà khoa học trong và ngoài nước, các doanh nghiệp trong ngành năng lượng Việt Nam và các tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.